Em Thùy xin chào toàn thể các bác yêu Lan. Hôm nay em có một cái phiên mới lên chia sẻ cho bác nhà mình một số những cái mã hàng các bác nhé. Hôm nay thì em còn rất là ít hàng luôn nên là sẽ lên thanh lý cho bác nhà mình ạ. Đầu tiên, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ. Và cái số điện thoại này em đã cung cấp Zalo rồi nên là các bác nhà mình có thể là nhắn tin Zalo giúp em nhé. Đầu tiên thì hôm nay em chỉ còn được một ít những cái mã hồng, những cái mã trắng tuyết thôi các bác ạ. Đây, tổng cả là còn 15 cây như thế này. 15 cây trắng tuyết và còn được một cây hồng mã đào các bác này. Hồng mã đào. Đấy, vì cái mã trắng tuyết này em lấy 100 cây không? Nên là nó đã còn 15 cây nữa. Đây, còn một cây hồng mã đào. Đó, hồng mã đào rất là xinh nha các bác nhá. Một cây hồng mã đào. Đây, hôm nay em vẫn cứ bán combo cho các bác nhà mình là 280.000 cho 3 cây, tức là 3 cốc như thế này là 280 các bác nhé. 3 cốc như thế này là 280. Hàng này nó là hàng phân nhánh phân cành, cây nó rất là đẹp luôn như thế này. Đây ạ, combo 3 cốc cho em như thế này là 280. Nhưng mà hôm nay là em sẽ còn một ít thôi nên là em sẽ bán là bác nào lấy từ 6 cốc em sẽ bao cước cho các bác nhà mình cái mã này. Vì đúng thật các bác ơi, hồ điệp nó không có được lời lãi bao nhiêu cả. Nhưng mà hôm nay còn nốt một ít em sẽ bao cước cho bác nào lấy 6 cốc, ok chưa? Đây nha các bác nhá, 280 là nhà mình có 3 cốc đẹp như thế này rồi và nụ rất là nhiều luôn. Cây thì là phân ngồng, phân nhánh nha các bác nhá. Lấy 6 cốc em bao cước, ok chưa ạ? Em còn từng này thôi. Tiếp theo, Denso thì hôm nay em lại tiếp tục về một cái mã Denso hàng Tết. Đây là hàng Denso Xuân. Vẫn tiếp tục là có hai mã như thế này để cho các bác nhà mình sưu tầm. Đó là cái mã cây ngắn và cái mã cây dài. Cái mã cây ngắn này thì hôm nay em sẽ bán là 180.000 cho một cốc. Bác nào lấy từ hai cốc em cũng bao cước luôn. Cái mã thứ hai này là cái mã Denso Xuân của cây dài. Cái cây dài này thì là vẫn giá cũ là 220. Bác nào lấy từ hai cây em cũng sẽ bao cước luôn. Ok chưa? Hôm nay thì là sẽ các bác càng mua nhiều càng ưu đãi nhiều nhá. Cây to cây nhỏ thì cái mặt bông của nó giống nhau thế này luôn các bác ạ. Bông của nó là cái màu bông hồng đậm, vô cùng là đẹp luôn. Đây các bác nhìn ở trên video này, nhà mình thấy này, cái nụ của nó chưa nở đâu nhưng mà các bác thấy cái màu hồng của nó đậm rất là đẹp nhá. Đây này, trời ơi, cây nào cũng như cây nào luôn, đẹp như tranh vẽ. Thân to hơn cả ngón tay cái của em luôn. Ok chưa ạ? Cái loại này nó rất là dài nên là em sẽ bao cước cho bác nào lấy từ 2 cốc trở lên nhá. Các bác thích nụ to, nụ bé thì cứ alo cho em. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Đang có cả mầm gốc luôn nhá. Tiếp theo bên này em còn Sato. Sato hôm nay là cũng bao cước luôn. Các bác lấy một chậu em cũng bao cước luôn cho bác nhà mình. Sato em đánh mã nhá. Sato đánh mã luôn cho bác nhà mình luôn. Đây là 380.000 cho em. Mã số 1 của Sato. Bao cước luôn, bác nào lấy một chồng em cũng sẽ bao cước cho cả nhà mình luôn. Bông to như nắm tay luôn các bác ạ. Siêu to, siêu đẹp. Tiếp theo là mã số 2. Cái mã này em thanh lý 350.000. Đây có hai mã thanh lý 350. Ok chưa các bác? 350. Các bác lấy cái mã này thì có hai mã là mã số 2 và mã số 3. Là em thanh lý là 350 các bác nhé. Tiếp theo là mã số 4. Mã này là 380.000. 380.000 bao cước luôn cho các bác nhà mình. Vì riêng cái loại này tiền cước của nó phải 560.000 cơ các bác ạ. Nên là em sẽ bao cước nhá. Mã số 5 cũng là 380. Số 6 cũng là 380 luôn các bác ạ. Nó rất là đẹp luôn. Nên là các bác nào mua Sato của nhà em, mấy cái mã trước em không có bao cước đâu, nhưng mà hôm nay còn ít hàng quá nên là em bao cước cho các bác nhà mình. Vì tiền cước của nó rất là cao. Đấy nên là sẽ không bớt tiền cây mà bao cước cho các bác nhà mình để các bác mua cây để trưng Tết các bác nhé. Đấy, hàng thì em còn ít thôi nên là các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ.